quay cho các bạn xem anh thợ cắt cái cây dừa nằm ở trong cái cây vú sữa nè các bạn ơi. Rồi, cây dừa nằm sát cái cây vú sữa luôn, cây vú sữa rất to luôn các bạn. Đó, giờ anh đang leo lên đó các bạn ơi, coi anh đi bằng móng, đi trên dừa như đi bộ vậy các bạn. Rồi. Trong đây nó khá là bịch luôn nha các bạn. Ơi, bước lên cây vú sữa. Cao luôn các bạn ơi. Trời ơi, coi anh leo kìa. Cao mà lại cong nữa các bạn. Để coi để. À, anh đang di chuyển vào mấy anh này. Đúng rồi, coi cái cắt như thế nào nè. À, có thể giờ anh đứng ở chỗ đó anh ảnh cắt nó các bạn. Ghê quá các bạn ơi, mình đứng ở đây mình cũng sợ sợ ảnh mở miệng qua mấy này rồi.
khủng các bạn ơi. Cây dừa này cây dừa lão rồi nha các bạn. Xuống một chút là anh cắt lóng nữa gì đây, mình độ vậy biết phải không nữa. Đáng sợ luôn các bạn. Có thể là ảnh xuống ảnh hạ nữa hay gì đây các bạn ơi, để coi coi cây dừa này hạ như thế nào nữa. Bây giờ có thể là anh lấy ba cái tàu nằm ở trên đó xuống rồi. Ừ, lấy ba cái tàu đó ra xuống dùng luôn đi. Đi ra khác đi. Hôm nay anh qua tung cái cho em. Giờ có thể ở chỗ đó anh bấm một lóng vô đó luôn hay gì đây các bạn ơi. Thank you.
giờ có thể giờ anh tuột xuống rồi. Ôi trời. Mẹ ơi, cắt mẹ dưa đi chanh nó màu tông đi hết. Thế là mẹ dưa nó mà khúc. Mẹ đi đây.